Xin chào quý vị và các bạn. Những cơn mưa rào và dông đã thực sự làm giảm nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ. Trong đêm qua và sáng nay tại khắp Bắc Bộ, nhiệt độ khá mát mẻ với mức nhiệt chỉ từ 19 cho đến 22 độ tại vùng núi cao và các khu vực khác phổ biến từ 25 cho đến 28 độ. Ban ngày nắng xuất hiện muộn hơn và cường độ nắng cũng không gay gắt như những ngày trước, với nhiệt độ cao nhất trưa nay phổ biến chỉ từ 30 cho đến 32 độ. Thời tiết hôm nay có thể nói là tương đối dễ chịu. Dự báo thời tiết mát mẻ cùng với tình trạng nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông sẽ còn diễn ra trong đêm nay và ngày mai. Một số nơi ở ven biển và vùng núi có thể có mưa vừa đến mưa to và dông. Nơi có lượng mưa khá sẽ tập trung chủ yếu ở các tỉnh Đông Bắc và vùng núi phía Bắc như tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai. Trong ngày mai trời đôi lúc có nắng nhẹ, nhiệt độ trưa chiều mai cao nhất phổ biến vẫn từ 30 cho đến 33 độ. Dự báo là kiểu thời tiết này sẽ còn lặp lại trong khoảng 1 đến 2 ngày tới. Sau đó Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái ít mưa, ban ngày trời nắng nóng với nền nhiệt độ tăng dần từ những ngày cuối tuần này. Một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng trở lại với nhiệt độ từ 35 cho đến 36 độ. Với các tỉnh ven biển miền Trung, trong những ngày tới, nhìn chung chưa có hình thế gây thời tiết gây mưa nào xuất hiện, nên thời tiết nhìn chung chưa có dấu hiệu được cải thiện. Nắng nóng được dự báo vẫn còn tiếp diễn trên diện rộng. Tuy nhiên, trong ngày mai, hiệu ứng gió phơn tạm thời suy yếu, nên các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên cường độ nắng bớt phần gay gắt. Ban ngày trời vẫn còn nắng nhiều, trưa chiều khá gắt với mức nhiệt đồng loạt tăng lên mức từ 33 cho đến 36 độ, có nơi còn lên trên 37 độ. Riêng một số nơi ở vùng núi phía Tây, do điều kiện địa hình núi đá vôi cùng với hiệu ứng gió phơn nên vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ là từ 38 cho đến 39 độ. Khu vực các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận nằm xa về phía Nam nên không xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Vào lúc chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện cục bộ ở một vài nơi cùng với gió biển thổi vào nên thời tiết sẽ nhanh chóng dịu mát trở lại. Nằm trong trường gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít thay đổi so với ngày hôm nay. Đêm nay mưa rào xuất hiện rải rác tại khu vực Tây Nguyên và một vài nơi của Nam Bộ. Ngày mai trời có nắng gián đoạn, thời tiết vẫn khá ổn định trong khoảng sáng đến 15 giờ chiều. Tại cả Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến không vượt quá 30 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 cho đến 34 độ. Sau 15 giờ chiều, mây rồng sẽ kéo đến và gây ra mưa rào rải rác trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong cơn rông, người dân cần đề phòng khả năng có rông sét và gió giật mạnh, nhất là vào thời điểm tan tầm, có thể gây tắc nghẽn giao thông hoặc những sự cố không mong muốn. Xin được chuyển sang những thông tin về tình hình thời tiết biển. Ngày mai, khu vực Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió Tây Nam duy trì cường độ cấp 4, cấp 5, biển không động. Thời tiết trên biển tạnh giáo, mưa rào và dông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Riêng tại vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau còn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động nên các tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần hết sức lưu ý. Như vậy là ngày mai thời tiết miền Bắc vẫn duy trì trạng thái đêm và sáng có mưa rải rác, ban ngày trời nhiều mây và nắng nhẹ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng được giải nhiệt nhờ những cơn mưa dông vào buổi chiều. Riêng Trung Bộ thì còn nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ nhiều nơi từ 35 đến 38 độ. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.